giờ con chuẩn bị vô họp rồi. Vậy nha mẹ. Con ơi. Con ơi, tuần sau á mẹ lên ở với con vài tháng nghe, tại vì mẹ nhớ con với mấy đứa nhỏ quá à. Dạ cũng được mẹ. Anh bị điên à? Mẹ con còn chưa đón lên đây nuôi mà bắt tôi hầu hạ mẹ anh à? Thôi em